Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hắc Kiến Hoa có bước quay xe không thể ngờ. Vợ chồng Lâm Tâm Như và Hắc Kiến Hoa có bước quay xe không thể ngờ tới giữa drama của Triệu Vy. Động thái mới của Lâm Tâm Như khiến không ít người cho rằng vợ chồng cô muốn bỏ trốn khỏi thị trường đại lục giữa lúc showbiz đang ngập trong drama. Vào tối ngày hôm qua, 26 tháng 8, cả làng giải trí Hoa ngữ sục sôi với drama phong sát của đại hoa đáng Triệu Vy. Rất nhiều câu hỏi xôn xao suy đoán ai là người tiếp theo lên thớt. Vậy nhưng giữa tình thế căng thẳng này, nhiều người phát hiện ra Lâm Tâm Như, nàng hạ tử vi của Hoàng Châu Cách Cách gây bất ngờ với động thái mới. Theo giới truyền thông xứ Trung tiết lộ, người đẹp đã đóng cửa phòng làm việc ở thị trường đại lục, nghi án rút về Đài Loan ngay giữa tâm bão. Báo Trung đưa tin, Lâm Tâm Như muốn từ bỏ thị trường đại lục, việc đóng cửa phòng làm việc gây tranh cãi, Hoắc Kiến Hoa đã sớm có chuẩn bị. Theo trang 163 đưa tin, phòng làm việc văn hóa điện ảnh Lâm Tâm Như, Hoành Điếm Đông Dương đã chính thức đóng cửa vào ngày 24 tháng 8. Được biết phòng làm việc này được thành lập từ năm 2013 với vốn đăng ký là 100.000 tệ, tương đương 351,4 triệu đồng. Theo thông tin trên trang web Thiên Nhãn, phòng làm việc của Lâm Tâm Như đã đóng cửa vào ngày 24 tháng 8, khi ấy đã có nhiều nguồn tin về việc Triệu Vy sẽ bị sờ gáy sau scandal của Trương Tiết Hạng. Ngay sau khi thông tin này được tiết lộ, netizen xôn xao suy đoán Lâm Tâm Như và ông xã Hắc Kiến Hoa muốn rời khỏi thị trường đại lục, quay trở về Đài Loan phát triển. Bởi lẽ sau khi hoàn thành bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện vào năm 2018, Hắc Kiến Hoa không hề nhận bất cứ dự án phim nào mới. Tháng 12 năm 2020, nam tài tử đã cho đóng cửa phòng làm việc và người quản lý cũng từ chức, khiến dân tình xôn xao bàn tán suốt một thời gian dài. Có lẽ vợ chồng Lâm Tâm Như Hắc Kiến Hoa đã có kế hoạch về Đài Loan phát triển từ trước đó, nhưng việc phòng làm việc của cô đóng cửa giữa lúc showbiz đang ngập trong giông tố lại khiến netizen bàn tán xôn xao. Thậm chí có không ít thuyết âm mưu cho rằng cặp đôi Khuynh Thế Hoàng Phi muốn bỏ trốn để tránh bão giữa mùa drama. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.